Chào cả nhà, hôm nay là ngày 14 tây tháng 7. Tức là mình được cách ly là từ ngày 8 tây đúng không ạ? Không biết mấy ngày nữa. Chắc được 6 ngày rồi đúng không? Hôm nay là ngày thứ 6. Thì chúc gia đình nhiều sức khỏe, buổi sáng có nhiều năng lượng nha. Vẫn tiếp tục là mình giữ vững cái 5K của Bộ Y tế họ chia sẻ. Thì hôm nay Khanh cũng tiếp tục gửi đến những chiếc khẩu trang đạt chuẩn để cho cộng đồng mình có thể là ngăn ngừa được cái virus corona xâm nhập vào người. Rồi, cũng như câu nói mấy ngày hôm nay là cái khẩu trang này Khanh muốn lan tỏa thông điệp là mọi người sử dụng đúng loại để bảo vệ mình, cơ thể mình khỏi những cái virus. Nó lọc được virus, lọc được chứ không có diệt được nha. Virus corona là không có thuốc chữa, là không có diệt được. Ai mà nói là diệt là sai đó. Khanh muốn gửi đến những chiếc khẩu trang đúng chuẩn. Anh chị nào không có điều kiện thì Khanh gửi tặng, còn anh chị nào có điều kiện thì mua với một cái giá là khẩu trang y tế thì nó 35.000 một hộp, còn khẩu trang Khanh đang đeo thì nó là 200.000 một hộp. Y tế thì nó được 50 cái, còn khẩu trang của Khanh thì được là 20 cái. Rồi, ở phía sau là các cái thùng chuẩn bị giao đến tay người dùng. Cũng cập nhật cho gia đình tình hình ngày 14 tây tháng 7. Đường phố Sài Gòn hôm nay là đông hơn ngày hôm trước nha. Đầu tiên là giá xăng hôm qua đã tăng rồi, còn hôm nay là đường phố là đông hơn rất là nhiều. Đông hơn là vì là tất cả những cái chốt chặn, những cái chốt chạm là sau khi mà đã dỡ bỏ đó thì mọi người ra đường nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ các chốt đó thì họ không lập nữa, tại do cảm thấy những cái bất cập á, thì họ sẽ sử dụng là lực lượng đi tuần. Thì trong quá trình mà họ đi tuần, họ sẽ dừng xe bất kỳ lý do nào, dừng xe lại. Đợt này là họ có quyền dừng xe lại với bất kỳ lý do nào nha. Thì khi mà dừng xe lại thì mình phải nêu rõ được cái lý do để mình ra ngoài đường, thì nếu không họ sẽ phạt theo cái chỉ thị 16 là khoảng từ 1 đến 3 triệu đồng khi mà ra đường không lý do. Thì đợt này thì mình cũng thủ sẵn giúp giùm Khanh là những cái gọi là giấy tờ cần thiết trên người, cũng giống như những cái giấy đi đường nếu mà mình có, về xét nghiệm âm tính thì bây giờ là cũng không cần luôn. Bỏ xét nghiệm âm tính nè, bỏ các chốt chặn ở các cửa ngõ thành phố nè, 310 mấy cái chốt chặn á, nội thành thôi, chứ còn khoảng giữ lại các cái chốt chặn ở ngoài cửa ngõ giáp ranh tỉnh đó nha, vẫn còn. Hôm nay thì đường phố đông hơn rất là nhiều. Ngày hôm qua thì đi siêu thị á, là sau khi bỏ các chốt chặn đi là chiều tối ngày hôm qua là đi siêu thị là đen nghịch luôn, dùng từ là đen nghịch. Rồi cập nhật chút xíu cho gia đình tình hình ngày thứ 6 rồi. Coi như là mình cũng đi gần nửa đoạn đường, gần nửa chặng đường. Thì nếu mà tình hình tiếp tục mà diễn biến tệ nữa thì nó sẽ có cái biện pháp khác mạnh hơn, thì có thể là lúc đó là không thể nào ra khỏi nhà, giống như là mình là một người trong khu cách ly luôn á, là lúc đó là đi ra ngoài là phát phiếu luôn á. Rồi thì chia sẻ chút xíu vài thông tin, chúc cả nhà nhiều sức khỏe, để mong gặp lại cả nhà mình vào sau ngày 23 tây nha, với những cái video về review xe, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cũng giống như là chia sẻ các thông tin khuyến mãi. Bye bye.